mọi người. Hôm nay mình lại làm video sẽ hướng dẫn các bạn về cách tháp trên thằng ba cạnh. Nói chung về các tháp có sự đồng thì như nhau cả, nhưng mà mỗi cái có cái khác biệt là do cái chân tháp khác nhau thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn về các bạn để tháp chân ba cạnh. Mình đang cầm bên tay là chân ba cạnh Việt Nam. Mục đích tháp là thay vì gieo hạt là lao lớn thì mình tháp để thúc cây nhanh, để mau nhân giống, và có những cây không bị hư thì mình không thể hạ được, không mà trồng xuống được thì mà người ta tháp mục đích là để cho giữ cây, cứu cây. Và cây khi như mình đang nói là đây, như cây này á là nhảy trầu nhiều thì mình bẻ ra, mình khi nó to lên mình bẻ mình hạ thì vẫn được, nhưng mà thời gian là không bằng cái thay mình tháp. Tháp này nó sẽ nhanh lớn hơn, nên mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn tháp. Đây một số chồi, cái chồi này mình bãi thì cái này hồi nãy mình có ngồi mình tháp. Đây mình tháp thử một cây cho các bạn con này. Đây là cây mình tháp hồi nãy, thì mình làm hướng dẫn để hướng dẫn các bạn tháp. Theo kinh nghiệm của mình để tháp thì nên chọn cái cây chân tháp cao để nuôi chồi mau lớn, và những cái cây gốc ngắn quá thì mình tháp để mình cứa, để mình những cái giống mà không để nuôi, để dùng để nuôi thôi. Ví dụ như những cái chồi Mediterranean là vú nàng, mình muốn thúc cho nhanh thì mình tháp những chân nhã này để ba cạnh này nuôi, và sau đó mình bỏ ba cạnh đây mình lấy cái chậu này. Thường thì có những người ra tháp trên đồng á thì hay có nhiều cách tháp, bằng dây chỉ, bằng băng keo, hay là nói chung là mỗi người có mỗi cách khác nhau. Nhưng mình sau thời gian ấy thì mình thấy tháp cái sợi dây thun này nó dễ dàng hơn. Sợi dây thun này có độ nhạy, khi mình độ nhạy mình cơi nới được thì nó dễ dàng hơn việc nên mình tháp. Và cũng có chuyện là đối với những loại á mà có cái những cây mà trồng thẳng á thì cột chỉ lại, còn do là mình nuôi chân nó múc rồi cái mình không có chỗ nên mình cắt ra, mình xuống mình tháp luôn để mình trồng luôn cho thuận lợi. Dụng cụ nó tháp á thì các bạn chỉ cần có dao bắn, thì dao bắn các bạn chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, và dao lam nên gốc, dao lam này nhà dùng để tháp cắt những cái chồi mỏng nhỏ. Và trước khi tháp á, các bạn nên chùi sạch sẽ chân để, và mình thử một cái, và các bạn nên dùng dây giấy để vệ sinh sạch sẽ để dịch sạch cái lưỡi dao này, để khi mình cắt không bị vệ sinh, nó không bị nhiễm trùng. Mình cắt thử cho các bạn nghe xem nhé. Đây các bạn chỉ cần đây là cái đầu này, các bạn chỉ cần cắt cái đầu đây rồi cắt xéo xuống đây. Mình sẽ nói về chuyện vì răng cắt xéo. Việc cắt xéo này á để đưa cái chồi, khi bạn đưa cái chồi vào đây thì khi chồi lớn lên thì nó to quá cái mặt đây thì nó bè xuống như thế này để không bị cắn, để không bị hư cái mô ghép. Đây các bạn xem này, đây là mình thắp thử cho mọi các bạn ha, và chùi lại cái dao. Đây cái chồi các bạn này, khi đặt chồi
thì các bạn đặt chòi vào vì trúng lõi, và nhớ qua cái chòi chòi để cho nó sắc và không nên đè, cũng đè xí thôi, không đè nhiều. Bích của việc quay chòi vào vòng để cho khi các bạn đặt chòi vào á, là nó sẽ có cái oxy, cái không khí để quay chòi nó thoát cả, nó bay hết cái oxy đi, nó cái không khí đi, không bị cho các bạn đặt. Vậy lắm các bạn ơi. Xem lại cái trò và chỉnh lại cho cân đối. Các bạn thấy đơn giản không? Khá đơn giản các bạn nè. Mình tiếp tục mình thắp cái chòi ghim này nha. Cái chòi ghim này ra. Mình cũng lau sạch sẽ dao. Mình sẽ làm thử bằng dao lam cho các bạn xem. Dao lam là cắt, mình thấy dao lam là cắt thuận lợi nhất. Đường ma sợi dây trước đây. Vì cái sợi dây này xung ngắn nên mình cắt mình nối ra. Cắt sau lên xíu nha các bạn. Xem này. Đối với chòi này. Đặt vào thôi. Các bạn. Sau khi cột các bạn nên xem lại để chỉnh cái đúng lỗi. Chắc cái trời này. Giờ mình sẽ thắp cái này với cái này cho bạn xem. Những góc nhỏ này á, ở ba cạnh nhỏ á, thì khi bạn cắt cái chân sáu cạnh ha, mili để tháp thì còn cái đầu mình ngắn quá, mình trồng khó phát triển thì nên tháp vào những chân nhỏ này để giữ để phải nuôi. Mình tháp luôn cái này nữa. Bạn
đơn giản không các bạn, rất đơn giản các bạn. Mình thắp một cái nữa để bạn xem nha. Mình thắp ở cái góc này, cái chậu này với cái chân này để cho nó mạnh, nuôi được cái chậu này mau lớn. Để mình làm như Seoul rồi, thấy như Seoul rồi. À sao có rồi. Vệ sinh giờ làm này, mình dùng các y trang đó các bạn. Các bạn xem này. Đơn giản không các bạn, rất đơn giản các bạn nha. Nên vì răng mình chắc thắp chân dài mục đích là để mau lớn, nuôi cây phát triển mạnh. Đây là sau khi mình làm hướng dẫn, mình thắp được nơi cây các bạn. Đây, như cây này là cây thắp 6 cạnh, nó có nuôi rất to. Các bạn xem video, nhớ bấm like và sub cho mình. Cảm ơn các bạn. Mình sẽ làm nhiều video hướng dẫn về các loại chăn khác nữa. Các bạn cứ có muốn hỏi bước mắt kia, các bạn cứ comment hỏi, mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chào các bạn, cảm ơn các bạn, mình là Đông Minh.